Hello anh em, càng về được một đôi loa rất hiếm với dòng loa lời của Mỹ, đó là JBL Control 8 anh em nhé. Control 5 đã ít rồi, Control 8 thì còn càng hiếm hơn. Nhưng đôi loa này cũng để giá rất tốt cho các bác chơi, nó là 5 triệu đồng thôi. Bán bằng giá Control 5 anh em nhé, anh em lưu ý điều đó. Bán bằng giá luôn cho anh em chơi JBL Control 8. Địa chỉ cửa hàng trên tấm biển này, hàng bãi zin đét luôn, zin chất Mỹ đây anh em thấy này, JBL Pro 8 gồm có một bát 16 và một loa chép, loa lời hoặc là loa buchsel cũng được với dòng loa này anh em nhé. Đây, tem JBL, vỏ nhựa lên đương nhiên sẽ phải có xước sát là điều không tránh khỏi đâu với những dòng loa vỏ nhựa này, vuông thành sắt cạnh không vỡ. Đấy nha. Bát thì nó đánh cực kỳ lực luôn. Cái dòng này bát 16 nhưng nó đánh thôi rồi. Chính vì vậy mà nó mang trong mình cái thương hiệu của nó rất tốt. Cửa hàng chưa lau chùi đâu anh em nhé. Chưa lau chùi đâu. Nó có mỗi đôi với lại hình thức nó cũng tinh tương rồi nên cũng chả lau chùi. Cùng đôi luôn này anh em này. 3049B này, 3049A này. Cái dòng này nó tem giấy và nó dán rất đơn giản này. Nó dán chỉ mỗi tí ở giữa này thôi, hai bên này nó không dán hết nên là đôi nào về may còn tem này thì mình còn thấy số series chứ còn đa phần là không thấy được anh em nhé. JBL Control 8 này, giá 5 triệu, giá rẻ cho anh em, giá tại cửa hàng các bác nhá. Bát 16 và một loa chép. Control 5 thì cửa hàng cũng đã được bán khá khá, nhưng Control 8 để tính thời điểm này suốt bao nhiêu năm bán hàng thì nói anh em là cũng chỉ được chắc khoảng được 4 đến 5 đôi, 4 đến 5 đôi. Bởi vì cái mã Control 8 này thì nó ít có. Đây nghe bụi bặm bẩn nha. Dòng Control 8 này thì gân nó lại là gân gân đôi này không phải thay anh em nhá, gân vẫn gân zin luôn này. Gân dạng gân vải như kiểu phủ nhựa, gân rất hay, đặc biệt loa chép này đó, màng đẹp nha, gân này zin nhá, gân như kiểu gân vải phủ nhựa dạng như kiểu lụa đó. Anh em xem tiếp bên này, thằng này thì cái tiếng loa nó rất lực, loa nhỏ nhỏ nhưng nó đánh chắc chắc nịch luôn. Đấy. Cửa hàng không lau chùi đâu, chả lau chùi luôn, để nguyên chất bãi cho anh em cả. Đấy, cái gân này nó rất đặc biệt này anh em. Đấy. Nó dạng như kiểu vải trắng lớp cao su mỏng, mà hai bên màng mới đẹp long lanh anh em nhá, đấy, long lanh đấy. Sẽ quay đoạn nhạc anh em cùng xem.